Bài học giá trị về kinh doanh của người Do Thái, 90% bạn sẽ thành công nếu có được những yếu tố này. Dân tộc Do Thái được biết đến như là một cộng đồng thông minh bậc nhất trên thế giới. Hơn nữa, họ cũng là những người sở hữu lượng tài sản hơn gấp nhiều lần các dân tộc khác. Lối tư duy khác biệt là bí quyết thành công của họ. Người Do Thái vốn nổi tiếng có tư duy làm giàu độc đáo. Có câu nói, phần lớn của cải trên thế giới nằm trong tay người Mỹ, và phần lớn tài sản của người Mỹ nằm trong tay người Do Thái, chứng tỏ rằng những người giàu nhất thế giới phần lớn là người Do Thái. Những cái tên có thể kể đến như Warren, Soros hay Buffett đều là những doanh nhân người Do Thái. Vậy rốt cuộc nhờ điều gì mà người Do Thái kiếm được nhiều tiền như vậy? 1. Chấp nhận rủi ro khi đầu tư. Theo quan điểm của người Do Thái, rủi ro trong đầu tư và lợi nhuận là tỷ lệ thuận, tức là rủi ro càng lớn thì phần thưởng càng lớn. Vì vậy, dám đầu tư là một hành vi kinh doanh dũng cảm. Hãy chấp nhận đầu tư cho dù có nhiều rủi ro, vì chỉ khi chạm vào rủi ro, bạn mới cảm nhận sự giàu có. Mọi sự việc trên đời đều tiềm ẩn rất nhiều thách thức, có những lúc tưởng chừng như êm đềm, yên ả nhưng bên trong lại ẩn chứa khủng hoảng không ngờ tới. Tuy nhiên, đằng sau những tình cảnh éo le đó lại là một kho tàng tài sản khổng lồ. Tóm lại, muốn trở nên giàu có thì chúng ta phải làm cho tư duy và ý thức của mình trở nên phong phú, đồng thời cũng cần phải nâng cao nhận thức về sự giàu có. 2. Nhận thức rõ ràng về sự giàu có. Muốn thì sẽ tìm cách, chính là câu nói yêu thích của giới doanh nhân giàu có người Do Thái. Đối với họ, việc nhận thức rõ về sự giàu có quan trọng hơn khả năng và kiến thức. Khi bạn yêu tiền, nhận ra sự quan trọng của đồng tiền và muốn có được tiền, thì bạn mới có thể đạt được mục đích làm giàu bản thân. Khi duy trì ý thức giàu có, tiền chắc chắn sẽ đến với bạn theo nhiều hình thức khác nhau. Bạn sẽ chủ động nghĩ cách để kiếm tiền. Bạn sẽ nỗ lực tìm kiếm và mau chóng nắm bắt những cơ hội mở ra trong cuộc sống. Từ đó, bạn sẽ có nhiều nguồn thu nhập khác nhau và tích lũy thêm những kinh nghiệm quý báu, từng bước tiến tới khối gia tài khổng lồ. 3. Tận dụng triệt để mọi mối quan hệ. Theo quan điểm của người Do Thái, kinh doanh chính là hình thức mang lại lợi nhuận cao nhất. Thế nhưng, nếu muốn khởi nghiệp từ con số 0 thì cần phải biết nắm bắt mọi mối quan hệ để mở ra nhiều cơ hội kinh doanh cho bản thân. Từ lâu các người Do Thái đã nhận ra rằng, những người thành công trên thế giới thường có rất nhiều người bạn tuyệt vời. Họ sẽ cho họ lời khuyên khi bạn gặp vấn đề, đưa ra những đòi hỏi đối với bạn và không để bạn buông lỏng bản thân. Những người bạn thông minh cũng sẽ là động lực giúp bạn không ngừng cố gắng để nâng cao năng lực, trình độ của bản thân. Vậy nên, để thành công thì chúng ta nên kết giao với những người tích cực, có chí lớn. Họ sẽ giúp bạn khám phá ra những ý tưởng kinh doanh mới, sản phẩm, chiến dịch hoặc bất cứ thứ gì có tác động tới công việc, giúp bạn tiến gần hơn tới đích thành công.